để nâng cao trải nghiệm âm thanh tại gia đình thì ngày hôm nay em sẽ giúp các bác đi tìm những chiếc loa Sava có công suất lớn và giá thành vô cùng tốt của Samsung tại thời điểm cuối năm sắp đến dịp Tết của 2022 này. Hôm nay thì sẽ là top 3 loa Sava đáng mua với phân khúc giá chỉ khoảng tầm 3 triệu quay đầu, thì các bác đã mua được những chiếc loa có công suất rất là lớn 150, 300 và cả trên 400W nữa, những dòng Sava để kết hợp với cả TV tại gia đình. Mời các bác. Hiện tại thì đang trong cái dịp World Cup và sắp tới là dịp Tết. Tuy nhiên thì hầu như là chỉ có các dòng TV đang có chương trình giảm giá sâu thôi. Còn đối với các cái mẫu loa Sava của các hãng đang bán trên thị trường thì rất ít hãng có chương trình khuyến mãi. Và thường thì mọi người phải mua bia kèm theo lạc, các bác phải mua theo TV. Thì nhiều đơn vị bán thì họ mới bán cho các bác kèm theo loa có giảm giá cho cái loa đó. Tuy nhiên thì để thúc đẩy cũng như là tăng trải nghiệm của các bác, nhiều bác muốn là gì, tôi nghe loa TV sao nó bé quá, nghe nó không có hay gì cả, và làm thế nào để nghe nó hay hơn, nó rõ hơn, nó to hơn, nó sống động hơn. Thì như em vẫn thường khuyên các bác thôi là lên mua thêm loa Sava. Các bác hình dung là chiếc TV thì càng ngày càng mỏ, nó không còn dày như ngày xưa, và chính vì nó lược bỏ bớt cái khoảng trống để dành cho các những chiếc loa to tạo cái âm thanh to như ngày xưa ấy, thì bây giờ TV họ sẽ lược bỏ bớt và loa của TV càng ngày càng nhỏ. Những cái dòng loa hiện tại thì công suất lớn nhất nó chỉ khoảng tầm 50W thôi, còn không là thường là 10W và 20W, nghe nó rất là bé, và cái vấn đề mà các bác nghe bằng loa TV thì sẽ không đã. Và theo thời gian, nếu chỉ nghe mỗi loa TV không thôi thì rất là dễ gì nhanh hỏng TV, bị rè là một này, rồi cái chất lượng âm thanh nó không được cải thiện. Các bác nghe thường là bật max volume, đấy, bật max luôn cho nó to hết cỡ, đấy, và gì, và chỉ 125 thôi là TV bắt đầu có hiện tượng là hỏng hóc lỗi. Ngày hôm nay thì để đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người thì em sẽ quay để các bác xem ba dòng loa sẽ có chương trình giảm giá rất là sâu, bao gồm ba cái loa có cái thiết kế vô cùng đơn giản. Đấy, nói về loa Sava ấy thì các bác sẽ phải hình dung là khái niệm của loa Sava là bao gồm một loa thanh và một loa một cục trầm. Mỗi một bộ sẽ có một loa dài và một cục trầm. Đó là loa truyền thống. Còn hiện tại các dòng loa hiện đại thì những dòng loa cao cấp thì họ sẽ tích hợp cái giả lập âm thanh trầm, âm thanh vòm không dây và không có thêm cục trầm, chỉ một loa dài thôi. Nhưng những dòng loa này thì giá thành nó rất là đắt. Nên là các bác nào có chơi âm thanh muốn là gì, nó nhỏ gọn đấy, thì các bác có thể tham khảo những dòng loa từ 7 triệu trở lên là có chuẩn độ 31 và công suất từ 200 cho tới 400W. Nhưng ngày hôm nay thì em chỉ phục vụ các bác là gì, các bác bảo bác chỉ có một chút ít tiền thôi, không có nhiều, khoảng tầm 3 triệu đổ lại thì nên mua cái loa nào tốt nhất, thì ngày hôm nay sẽ là cái ba sản phẩm như vậy. Chiếc đầu tiên thì có giá rẻ nhất, nó chỉ khoảng 1.790.000 thôi. Con này là thế hệ loa của 2021, có ký hiệu là VKT420, công suất chỉ có 150W thôi. Tức là mua về thay cho cái loa vi tính đơn thuần ở gia đình này, hoặc các bác là gì, các bác chỉ cần có khoảng 2 triệu quay đầu và không biết mua loa nào, muốn là đồng bộ sử dụng cùng TV của gia đình mà đang dùng rồi thì lựa chọn cái con này với giá 1.790. Công suất 150, có thiết kế một loa dài và một loa trầm, có hệ thống các phím bấm tắt được bố trí ở bề mặt trên của loa, dễ dàng có thể là tăng giảm âm lượng, lựa chọn nguồn tín hiệu và tắt bật tại đây. Con này thì đi kèm cũng có một cái remote nữa, nhưng cái điểm trừ mà con này em không thích là nó bao bọc toàn vải hết. Đấy, toàn vải hết. Đấy, các bạn nhìn này, trẻ con nhiều khi nó cầm cái vật nhọn nó chọc là rách là một này. Để lâu mình dùng tại nhà, để tại phòng khách đặt dưới TV thì cái vải nó rất là dễ là bám bụi. Đấy, các bạn nhìn có màn hình hiển thị ở giữa luôn. Thì cái đầu tiên với giá thành 1.790 thì cái ưu thế của nó là giá rẻ, công suất khoảng 150 là đủ nghe, và cái điểm trừ của nó là như em vừa phân tích, đó là bọc vải. Đấy. Vậy thì loa thứ hai thì có cái thiết kế cũng như công suất cũng như giá như thế nào? Mã hàng thứ hai em quay để các bác xem thì có ký hiệu là HVKT450. Con này có công suất to gấp đôi so với cả HVKT420. Công suất lớn hơn thì nghe nó sẽ đã hơn. Các bác hình dung là loa càng to, công suất càng lớn thì nghe nó càng đã. Với những căn phòng có diện tích lớn khoảng tầm 30m2, 40m2
thì chiếc B450 này đã đáp ứng được cái nhu cầu giải trí đó rồi. 300W công suất loa có cái số kênh là 2.1, bao gồm âm tép này, âm cao đấy ạ, và một loa là loa trầm. Đấy, loa trầm là âm bổng và âm trống, thì đây nó đi kèm thêm một cục như này nữa. Và hai cái thằng này, loa này, loa trống và loa dài này thì kết nối với nhau là không dây. Nó khác biệt hơn so với ở con này còn điểm yếu nữa là cái loa này nó kết nối với cả loa trầm qua một cái sợi dây, nên là chuyển đi đâu, lắp ở đâu thì hai cái nó phải gần nhau thì mới có thể lắp được, còn xa là không thể làm được điều đó. Và với công suất 300W ấy, thì thằng này có giá thành khoảng 2.540.000, giảm rất là sâu với giá thành và với công suất loa như vậy. Chất lượng âm thanh thì lớn hơn rồi, chắc là nghe đã hơn. Bề mặt phía trên của loa B450 logo ở phía góc trái này, mặt trên nó là mặt nhựa, này, mặt nhựa, nhựa cứng. Và cái chất âm thanh của con này cũng khá là lớn. Nhưng cái mong muốn để các bác lựa chọn được một chiếc loa tốt trong phân khúc giá 3 triệu quay đầu ấy, thì em muốn các bác xem cái mã này. Trước khi để các bác xem thì em bật một đoạn video demo để các bác trải nghiệm trên cái thằng có giá thành khoảng tầm 3 triệu 2 này, HVKB550. So với cả B450 thì con này nó sẽ đỉnh hơn về thiết kế. Không còn là mặt phía trước là lưới vải nữa, mà mặt phía trước là lưới với rất là nhiều đấy, nhiều cái lỗ nhỏ này, tạo cái cộng hưởng âm thanh, tạo ra độ zip này. Có công nghệ tối âm thanh với nội dung bằng trí tuệ nhân tạo. Có chế độ tăng cường âm trầm bát bút Và có cái chuẩn âm thanh Dolby Audio và DTS V2X. Những cái chuẩn âm thanh này nó tạo ra cái chất âm thể hiện ở trên B550 vô cùng sống động và rực rỡ. Để có thể chứng minh được điều đó thì em sẽ bật một đoạn video để các bác cùng xem về cái chất lượng âm thanh trên cái thằng này. Và đây là cái âm thanh để sử dụng test cho những dòng loa cao cấp. Đây, bây giờ em sẽ sử dụng Bluetooth này kết nối với cả loa HVKB550. Đây, các bạn chờ một chút nha. Đây là B4 series này, B5 series. Đấy. Khi mà nó ở chế độ Bluetooth đấy, thì nó đã lập tức là kết nối được với cả điện thoại rồi này. Bây giờ sau khi kết nối xong thì em sẽ bật thử âm thanh để các bác cùng nghe nhá. Đây, màn hình hiển thị ở phía trái của loa, dễ dàng quan sát, dễ dàng trải nghiệm. Cái hệ thống có phím tắt ở phía trên, đấy, tăng giảm, đấy, cho tăng nó lên nhá. Đấy, bây giờ em sẽ bật cái này đây. Thấy cái sự sống động với công nghệ chuẩn Dolby Audio và DTS V2X ở trên B550 ạ. Với cái mã hàng này thì bao gồm một loa thanh, bao bọc là gì? Là lưới nhựa cứng này, phía trên cũng là nhựa, và đi kèm đó là một cục trầm. Cục trầm này thì kết nối với cả B550 với cái công nghệ là không dây. Và hơn hết là gì? Là nó có giá thành vô cùng tốt với phân khúc loa khoảng 410W. Với những chiếc loa mà có công suất lớn như vậy, nó sẽ giúp cho cái quá trình trải nghiệm trở nên sống động và chắc chắn là đã hơn so với việc là gì, là các bác nghe bằng loa TV. Và thay vì bỏ ra 2 triệu mua HVKT 420, bỏ ra khoảng 2.540.000 mua HVKB 450, thì theo em đánh giá từ ngoại hình cho từ chất âm, công nghệ âm thanh, cuối cùng là công suất ấy, thì với giá thành 3.2 triệu, đắt hơn con kia khoảng tầm 800.000, thì lựa chọn B550 là chính xác nhất. Thì clip này thì về cơ bản là quay để các bác hình dung về cái việc lựa chọn loa sao 3, các tiêu chí rồi cái giá thành tại thời điểm hiện tại thì mua loa nào là hợp lý nhất. Và nhân cái dịp giá loa của sao 3 Samsung giảm,
thì em quay để mọi người xem. Thì các bác có thể điện qua hotline 0974178506 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.